Anh thích bài này lắm. Đấy. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Lắc lư vô cùng, cảm xúc vô cùng, hay quá. Tuấn khá là nhớ mẹ Tuấn khi mà nghe cái bài hát này, khi nghe phần trình diễn tiết mục này, nên là Tuấn nghĩ là cái việc tiết mục này đã chạm được đến trái tim của Tuấn, và Tuấn nghĩ là nó sẽ chạm được đến trái tim với rất nhiều người mẹ, rất nhiều người con nữa. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con muốn gửi một lời cảm ơn rất là nhiều đến chị Phương. Thì con nghĩ là một cái hình tượng một người phụ nữ đang mang nặng như vậy, đang có em bé vậy, mà khi mà đứng trên sân khấu một mình với anh Khoa được trình diễn một khúc rất là dài và rất là nhiều cảm xúc, thì con nghĩ là giống như Tuấn đã chia sẻ thì nó sẽ chạm được tới không chỉ những người đang ngồi ở sân khấu đâu, mà khi mà phát sóng lên thì con nghĩ là tất cả mọi người khi mà xem truyền hình thì đều cảm nhận được, đều chạm được cái trái tim của mọi người. Nhưng là bọn em chúc mừng chị Phương cũng như là chúc mừng anh Khoa đã kể lên một câu chuyện rất là hay, một câu chuyện rất là cảm động. Em biết là câu chuyện này đang có thật ở trên sân khấu, chắc chắn là đến lúc mọi người xem thì mọi người cũng sẽ theo bọn em thôi. Có thể đây là một chút cá nhân của Công thôi, thiệt. Một ca khúc này đó chính là cũng là một tình cảm của người con gửi đến cho người mẹ của mình, và Công cũng xin gửi đến riêng cho người mẹ của mình, người mà đã hy sinh rất là nhiều cho Công. Thôi nào. Chỗ này mà nhảy hay đúng không? Chỉ cần biên đạo dancer đứng giữa nhảy là đẹp rồi. Chân tay rất là thừa. Cái mà giải phóng hình thể nó không phải là cái việc mà mình cứ như thế này đúng không? Đúng không? Mà tại vì chân tay thế nào cho nó vừa phải thôi là được đúng không? Nó phải hợp lý. Feeling, anh biết sẽ chẳng thể quay trở về với nhau. Trời, tự nhiên nghe nó hát xong tôi bị rung luôn á. Tôi bị rung lát rồi sợ tôi lên tôi... Nghe tim đập nhanh luôn nè. Dạ thương lắm. Nhưng mà Phương hát là Phương hát với cái mic đấy thì Phương tháo ra, tôi khỏi tháo nhá. Cái mic đặt là cái cây thì Phương tháo ra thì cái mic vẫn ở đấy thì thôi Phương khỏi tháo nhá. À tùy Phương ạ. Phương cần phải di chuyển thì tháo nó ra. Thì Khoa sẽ tự chủ động, có lén lén cái lúc nào thích hợp Khoa sẽ nhắc đi chỗ khác. Biết rồi, chưa tập gì hết nên mình chỉ sợ mấy cái đấy nó làm mình bị quên lời. Đừng lo, mấy cái đó là cái uyển chuyển trên sân khấu cần. Trời ơi, chuyên nghiệp lâu lắm rồi. Quên lời, nó không phải là diễn. Ok. Mình chỉ sợ mình quên lời. Đừng sợ, sợ sẽ quên. Sợ sẽ quên, nó luôn có màn hình mà. Sợ sẽ quên. Màn hình nó nằm mạnh dạng lên. Sợ sẽ quên. Sợ sẽ quên. Không sợ, Vy ơi đừng sợ. Hương ơi đừng sợ. Nhảy lầy à, dễ thôi. Dễ thương. Dễ thương quá à. Tuấn như Tuấn trước khi Tuấn biết đánh guitar giống như anh Khoa thì Tuấn nghĩ là Tuấn sẽ có thêm nhiều cái sự thú vị nữa ở trong thi của mình, hơi tiếc. Ok. Tiếc quá. Vậy thì em ước gì anh Tuấn đánh guitar cho em hát? Em lại ước một cái điều mà anh đang ước. Ước một cái điều khác hay điều ước cái thành hiện thực. Cho điểm bằng tiết mục của Tuấn. Giống em. Hơi sầu tính tí. Được thì vui thì cho bằng điểm của bọn Tuấn được rồi. 9,5. Anh Vũ là một người thấy em thấy là có cái chất nghệ sĩ rất là nhiều và ở trên sân khấu thôi, còn ở ngoài thì anh Vũ rất là dễ thương, rất là men. Chơi thôi mình em. Ngày qua ngày gió thét cao vì em hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Hay quá, thật là xuất sắc. Với cái bài hát hoang mang này thì Tuấn nghĩ là Tuấn cũng khá quen thuộc với nó rồi, nên là cái việc mà Tuấn sẽ xem thử là Hương sẽ cân đo đong đếm với cái việc mà bài này hát song ca nó sẽ như thế nào. Bởi Tuấn cũng chưa hình dung ra cái việc là sẽ hát song ca một bài này với cả nữ là với ai. Đây là một cái tiết mục mà Tuấn nghĩ là Hương có một cái sự dàn dựng tốt cho hai cái giọng ca nam và nữ như thế này.